Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 40.000k tóc cần có ký hiệu là Arrow nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở Telegram nha các bạn. Bấm start chatbot các bạn. Rồi bấm join này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp nè các bạn. Mà để mình nhận điểm boy này sau này nó sẽ quy đổi ra tóc cần Arrow nha các bạn. Rồi mình bắt đáp ra, tiếp tục join tiếp. Follow tờ Twitter và tan 3 người bạn, để lấy 3 người bạn. Rồi xin tờ Twitter nữa, bạn follow nữa các bạn. Rồi xin tờ Twitter nữa, các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn kinh doanh như tờ Twitter và tan 3 người bạn nha các bạn. Tờ Twitter lại nè. Này đáp nữa các bạn. Bạn like. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lên các bạn. Sau đó thì các bạn follow minimum join Discord nè. Hiện tại dưới quê mình trời đang mưa các bạn. Rất nên mạng cũng chậm lát các bạn. Rồi các bạn chấp nhận là mời các bạn. Trên Discord thì chấp nhận là mời nha các bạn. Sao nó dăng ra ngoài vậy ta? Rồi trên Discord thì các bạn chat một câu nha các bạn. Để nó chat mình không phải là người máy nha các bạn. Good idea. Hay là gì đó đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up đi các bạn. Tiếp tục follow minimum nữa. Trên Discord mình nhận có một boy một. Rồi trên minimum thì các bạn vô tay nó vài cái đi các bạn. Trời mang lát nha, bấm không ăn luôn. Rồi trên minimum thì các bạn follow nữa các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Channel nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter nè. Rồi bạn like nè. Các bạn tờ quýt nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit Reser các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào laptop nè. Rồi các bạn đi địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Rồi tiếp tục submit địa chỉ. Rồi các bạn nhập vào đây các bạn download về địa chỉ cái wallet này nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào chấp nhận điều khoản nè các bạn. Rồi đây thì có hai mục, một credit account và một view account và send clay token. Để mình coi là đây không có một WhatsApp gì ta. View account. Rồi bạn bấm vào credit account mình tạo tài khoản luôn các bạn. Rồi các bạn nhập password của tất cả bạn vào nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm nhập mật khẩu vào các bạn bấm next nha các bạn. Rồi sau đó các bạn download một cái file này để lưu giữ một nơi an toàn nào đó đây các bạn. Sau này các bạn thể bắt up với như thế các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một send clay nha các bạn. Rồi sau khi send clay thì nó có gỡ về các bạn cái chuỗi mã chuỗi 30k đó hoặc là clan k đó. Rồi bạn copy cái mã 30k đó các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào chấp nhận điều khoản, bấm accept nha các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ các bạn vào phần là xem thông tin tài khoản cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Địa chỉ nhà mình nè các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì sau này con này nó có về thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn bán và gửi sau các bạn. Thì các bạn yên tâm mỗi một cái ý mới là cái gì mình sẽ cập nhật đầy đủ cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết trang cá nhân của mình nè các bạn. Gửi cho bot nè. Rồi sau đó thì các bạn gửi lâm link tờ quýt nè các bạn. Giờ tăng 3 người bạn nè. Thì bấm mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tờ quýt nè. Để lại cho bot nè. Rồi nó có cho Discord không phải eo cho net nha các bạn. Sau đó điền là username Discord của tất cả bạn nè. Thì các bạn vào Discord lại nè.
Rồi các bạn chấp nhận lời mời nha các bạn. Các bạn cố gắng làm mỗi dự án tìm một cái địa chỉ khác nhau các bạn, để mình vừa làm mà vừa kiếm kiếm sau này nó có airdrop sao các bạn, 1 hay 5 hay là 2 3 năm gì đó, nó có lâu lâu nó có được airdrop claim hoài các bạn. Rồi bạn copy xin em Discord mình nghe bạn. Rồi các bạn dán vô đây. Thôi các bạn. Cho support đi. Rồi sau đó các bạn submit Ahelsonet nha bạn. Rồi tiếp tục submit din minimum mình nha bạn. Thì bạn nhấp vào minimum mình nè. Rồi các bạn nhấp vào một ba đấy cho đen đen các bạn. Hiện tại dự án này nó có tới 80.000 token ở đâu dành cho chương trình này đó, 400.000 và chương trình bounty 400.000 các bạn. Trời ơi. Rồi giờ đây các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, rồi các bạn copy dòng thời gian trang cá nhân của mình nha các bạn, rồi là cho bot mà máy của mình quá yếu rồi. Rồi tiếp tục hỏi trên channel không bấm máy heo cho nét nè, tiếp tục ai heo cho nét nè các bạn, rồi bấm vào menu các bạn, rồi bấm my balance đi chết xuống cầm cũng được. Ok mình đã nhận được 8 boy nè các bạn. Rồi vậy video mình đã đem kết thúc các bạn, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.